Rồi, chào tất cả anh em nhé. Đến với clip của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ lại cập nhật về một cái vấn đề nho nhỏ. Vấn đề nho nhỏ ở trên TikTok này. Thì cái vấn đề này thì mình sẽ nói cho mọi người biết như sau. Về ánh Coca-Cola ở trên mạng xã hội, cũng gọi là gần như đang hot ở trên mạng xã hội, cũng gọi là hơi hot hot thôi. Thì mình cập nhật về vấn đề nho nhỏ này là vì thanh niên chưa trải sự đời, một tấm chiếu chưa trải sự đời đi ánh Coca-Cola cùng với đám bạn đi cá độ vượt Hữu Long Môn, có nghĩa là đi thi độ nhau đua xe với tốc độ bàn thờ đấy, đua nhau với tốc độ bàn thờ thì anh em cũng biết là thế nào á. Thế là đến sáng ngày hôm nay nhập viện, nhiều người cho là tử vong. Một idol mà mình có quen biết gì đâu, nhưng mà nhiều người họ cứ hỏi hỏi đến mình thì mình cũng tư vấn cho mọi người biết về thằng anh Coca-Cola này là quê nó ở ở Hưng Yên. Ở Hưng Yên thì thằng nó cũng thường xuyên lên khạc huyện mấy cái tay giang hồ như là Sinh Vô Thọ với cả cái thằng gì nhỉ, thằng Cao Văn Hội ấy. Đấy, thằng Cao Văn Hội trên mạng xã hội ấy, ở trên TikToker ấy. Thì mình nói cho mọi người như thế nào, thằng này thì nó cũng được vài trăm nghìn người follow, cũng gọi là hot hot chưa bằng Lê Trung Hoàng được. Thì mình chia sẻ thêm cho mọi người thì rạng sáng ngày sáng ngày hôm nay thì đang hiện tại đang nhập viện bị thương sọ, chấn thương sọ não, thương rất nặng. Hiện tại các cơ bác sĩ đang điều trị, đang sơ cứu cho ánh Coca-Cola. Thì nhiều người họ cứ đưa thông tin lên là anh Coca chết rồi. Thì mình sẽ đưa tin cho mọi người như thế này. Là anh Coca thì mình không biết nó là ai. Nó cũng có cái những câu nói trên TikToker là chúng mày thích chúng mày đến đây đi, tao sợ gì chúng mày, đúng không? Cho anh em cũng xem nhiều, anh em biết nói một video đến triệu view. Thì đừng nói luôn cho mọi người biết thế nào, thằng anh Coca-Cola thì nó cũng là một thành phần gây nhiễu ở trên mạng xã hội. Gây nhiễu trên mạng xã hội thì thành phần này thì nên được các anh lớn, không cần phải đến tay anh lớn đâu, các thành phần như là các anh tay giang hồ online dạy dỗ lại thì hợp lý hơn. Em cũng chia sẻ thêm cho mọi người những thành phần nào mà làm bẩn lướt web, trang web mạng xã hội thì anh em nên nên chào đón, cho đi vượt biên luôn, chứ anh em không nên để anh em mà nên để hỏng hết cả các thế hệ trẻ và các trẻ em đang học hành trong giới trẻ bây giờ. Nhiều mọi người cũng biết là
Cái thằng gọi là ánh coca nó cũng là những thằng bạn của thằng Sinh Vũ Thọ với cả cái thằng Cao Văn Hội ở trên mạng TikTok. TikToker này gọi là vài 300 người follow thì lên mặt. Nó nói nào nói. Nhưng mà phải mình nói thật đơn cho mọi người biết là ở sáu là những thành phần mà cứ lên câu like câu view, những thành phần đấy anh em lên triệt triệt hạ hạ triệt luôn đấy. Còn mình nói thật luôn cho mọi người như thế này, hảo hán xưa nay không sợ hết rượu. Nông dân trồng lúa không sợ chết đói. Thế anh em cũng biết là lên mạng xã hội là mình nói thì chắc chắn là không mất gì rồi, nhưng mà cái gì đó cũng phải chuẩn. Như mình đưa tin mình cũng phải giữ uy tín và đưa tin chính xác cho mọi người cùng cập nhật và mọi người xem mỗi ngày, đúng không? Thì mọi người cũng biết là cái gì ra cái đấy. Như mình thì cả mình là người đưa tin hả, nhưng mà cái gì thì mình cũng phải nói đúng thì thôi, chứ không phải là mình lên mạng để mình nói đến những thành phần thế này thế kia hay thế nọ. Nói thật ra với mọi người như thế này nè, mình làm ở các trang mạng xã hội thì mình cũng biết là nhiều người họ lên nói thế này họ lên nói thế kia, họ chỉ trích người thấp kém hơn mình đấy, cho là mình hơn người khác, đấy gọi là đã ngu rồi còn tỏ vẻ ra mình thông minh, đã thông minh thì lại tỏ vẻ ra là mình tài giỏi đấy, đã tài giỏi thì lại tỏ vẻ ra mình là nhất đấy. Anh em biết là biết thế nào rồi đó. Nói chung là xã hội bây giờ phức tạp lắm. Đấy, cái trong cái video này thì mình cũng nói thẳng luôn là cập nhật về ánh coca nó bị ở trên TikToker cho mọi người nghe là nó bị ánh coca là nó có độ đua xe với mấy thằng bạn chợ, mối ván gọi là mối ván là một mâm xôi gà, có nghĩa là 15,6 triệu mỗi một tay đua ấy. Thì một tay đua thì nói chung là đua chưa đến đích thì lại đi gặp các cụ trước rồi đấy, thành ra là nó hơi hay ấy tí, hơi chia buồn tí mọi người. Nói chung là cái gì thì cái thì mình lên bỏ đi bạn ạ, bỏ đi mà làm người, chứ bây giờ thời buổi bây giờ tiền thì mình bỏ công sức ra mình kiếm chứ ai lại đi mình gọi là bỏ mạng sống ra mình kiếm tiền, đúng không? Anh em cũng biết là gì. Nói chung là cái vấn đề này thì mình cũng chỉ cập nhật cho anh em vậy thôi, còn những cái tin tức sau ấy thì mình sẽ cập nhật cho mọi người những cái vấn đề, những cái thông tin bổ ích nhất, những cái giá trị và nhiều thông tin rất là hay đang chờ mọi người xem. Nhớ ấn like, subscribe và đăng ký ủng hộ cho mình. Đừng quên ấn đăng ký và ấn like, subscribe và ấn chuông đăng ký ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Nhớ ấn like, subscribe đấy. Đừng quên đấy mọi người nha.